Đây là khuôn viên chùa Long Bủ ở Trà Vinh. Thầy ở đây á thì là học giỏi, được quý Phật tử yêu quý ủng hộ. Thầy thì cũng còn trẻ, kinh nghiệm chưa nhiều, mong quý Phật tử ủng hộ thầy làm việc thiện nguyện, xây cầu nhiều hơn và chỉ dẫn cho thầy cái hướng đi đúng đắn hơn để phát triển ngôi chùa này tốt đẹp hơn. Đó,